Ngày 17 tháng 11, giải chạy Marathon quốc tế Strong Việt Nam diễn ra tại Vũng Tàu. Sự kiện quy tụ 60 năm vương cấp thế giới, các hoa hậu, á hậu và những vận động viên với câu chuyện truyền cảm hứng, cùng nhau chinh phục thử thách và lan tỏa tinh thần thể thao mạnh mẽ. Giải Marathon quốc tế Strong Việt Nam Vũng Tàu năm 2024 lan tỏa thông điệp sức khỏe và tình đoàn kết. Đúng 3 giờ, nhiều vận động viên xuất phát chinh phục cung đường 42 km đầy thách thức. Các vận động viên khác cũng lần lượt tranh tài ở cự ly 21 km, 10 km và 5 km. Cùng với đó, 60 năm vương thế giới cùng cạnh tranh sôi nổi trong giải Marathon Strong Việt Nam thuộc khuôn khổ phần thi phụ Mr. Sport của cuộc thi Mr. World. Không gian và mọi thứ ở đây thực sự rất là tuyệt vời. Tôi hạnh phúc vì đang có mặt ở đây và tôi đang hào hứng với giải chạy này. Đối với Thiên Ân thì sức khỏe, tinh thần lẫn thể chất là điều mà quan trọng nhất khiến cho chúng ta có thể có được một cuộc sống rất là lý tưởng và ổn định cho tương lai của mình, cho bản thân của mình. Hy vọng rằng là mọi người sẽ nâng cao tập luyện. Công tác hỗ trợ và đảm bảo sức khỏe cho vận động viên được thực hiện chu đáo và kỹ lưỡng. Ban tổ chức bố trí các trạm tiếp nước, ngâm chân, giãn cơ, thư giãn, đồng thời phân công nhân viên túc trực để hỗ trợ kịp thời giúp vận động viên phục hồi thể lực nhanh chóng. Giải Marathon quốc tế Strong Việt Nam Vũng Tàu năm 2024 không chỉ là sân chơi, tranh tài, sự kiện còn là dịp để vận động viên trải nghiệm vẻ đẹp của Vũng Tàu. Giải đấu góp phần quảng bá du lịch, nâng cao hình ảnh và sức hấp dẫn của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.